Câu chuyện tiếp nối phần trước, chúng ta đã nói đến việc ASML nhờ ra mắt mẫu máy quang khắc Pat 2500, đã nhận được sự công nhận từ AMD, nhưng việc chính thức đặt hàng vẫn là chuyện của một năm sau đó. Thông thường, các hãng sản xuất chip chỉ bày tỏ ý định trước, sau đó mới từ từ đàm phán giá cả, nhưng không thực sự đặt hàng ngay. Trong giai đoạn này, các nhà sản xuất máy quang khắc buộc phải tự bỏ tiền ra để đẩy mạnh sản xuất nhằm kịp tiến độ, sau khi sản xuất được vài sản phẩm, khách hàng còn phải kiểm tra chất lượng hàng loạt, rồi mới đặt hàng chính thức, nói trắng ra, giai đoạn đầu tiên là làm không công. Trong một thời gian dài, để có thêm nhiều đơn hàng, ASML đã áp dụng một mô hình hợp đồng gọi là không tạo lợi nhuận thì không trả tiền, khách hàng ban đầu chỉ cần trả trước một tỷ lệ nhất định, chẳng hạn 70%, sau đó mới thanh toán 30% còn lại dựa trên kết quả cuối cùng đạt được nghe thì giống như cúi đầu mang cơm vậy, mà ngay cả như thế vẫn phải nhìn sắc mặt khách hàng. Ở giai đoạn đầu, ASML đã dùng cách này để cam kết với các nhà sản xuất chip rằng sử dụng máy quang khác của chúng tôi đảm bảo bạn sẽ sản xuất được chip nhanh hơn, tốt hơn và tiết kiệm hơn. Dù có đơn hàng, nhưng việc sản xuất hàng loạt vẫn cần một lượng vốn khổng lồ. CEO của ASML, ông Smith, tính toán rằng họ cần ít nhất 38 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư để duy trì sản xuất. Vì vậy, họ lại vay ngân hàng thêm 25 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là hạn mức vay cuối cùng của họ. Lúc này, CEO của công ty mẹ ASM, ông đâu không chịu nổi nữa. Ông ghét phong cách tiêu tiền như nước của Smith gọi ông là vua đốt tiền, ASM, vốn vất vả kiếm từng đồng từ việc lắp ráp ở khâu sau, đã bị ASML tiêu sạch tiền, bò ra đầu gây áp lực ngày càng lớn lên Simit, liên tục yêu cầu ông phải kiểm soát chi phí, nhưng Simit không thể kiểm soát được, chi tiền như thế không có ngày mai. Hai vị CEO đều rất nóng tính, và mỗi lần họp hội đồng quản trị, là cả hai lại cãi nhau đến mức cân xanh nổi đầy. Cuối cùng, vào mùa thu năm 1987, Simit rời ASML và chuyển sang làm việc cho một công ty khác ở Đức, nhưng sau khi thay người, Tiền vẫn tiếp tục bị đốt, đây là quy luật của ngành này, không phụ thuộc vào ý chí của CEO. Nếu không đốt tiền, doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại. Đến mùa xuân năm 1988, tiền mặt trong tài khoản của ASML đã cạn kiệt hoàn toàn, thậm chí không đủ để trả lương cho nhân viên vào tháng sau. Lúc này, công ty mẹ ASM cũng không còn khả năng hỗ trợ tài chính như trước đó. ASM đã bị tổn thất nặng nề trong đợt suy thoái của thị trường chip liên tục thua lỗ trong hai năm liền để sống sót asm đã phải sa thải một phần ba nhân viên chỉ đủ cầm cự qua giai đoạn khó khăn vì vậy giờ đây asm đã tự lo chưa xong càng không thể đầu tư thêm tiền vào asml asml sau đó quay sang tìm đến ông anh cả philip nhưng philip cũng trả lời nhà giàu cũng không còn lương thực thừa đâu lúc đó trọng tâm chiến lược của philip là thị trường chip nhớ họ đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la mỹ vào dự án liên danh mega chip với Siemens, nhưng vẫn bị các công ty nhật bản như toshiba và hitachi vượt xa do đó Đối với dự án máy quang khắc, Philips không mấy hứng thú, họ biết rằng nếu tiếp tục, đối thủ cuối cùng họ phải đối mặt, vẫn sẽ là những gã khổng lồ Nhật Bản như Nikon và Canon. Thời điểm đó, chỉ cần nhắc đến các công ty Nhật Bản, Philips đã cảm thấy đau đầu, trong khi cả ban giám đốc đều đồng lòng phản đối việc tiếp tục hỗ trợ ASML, thì một thành viên hội đồng quản trị tên là Gat Lozen đứng ra phản biện, Logen là người Đức và vào thời điểm đó, Đức rất kiên định với lập trường, giữ vương tính độc lập về công nghệ. Ông cho rằng việc từ bỏ một công nghệ cốt lõi như máy quang khắc là vô cùng nguy hiểm vì sẽ dẫn đến việc bị các nước khác nắm cổ mà kiểm soát. Lozen lấy ví dụ về các công ty sản xuất chip của Mỹ, dù phải ca ngợi sản phẩm của các công ty Nhật Bản là rất tuyệt vời, nhưng trong lòng họ lại cảm thấy vô cùng ức chế vì luôn bị phụ thuộc. Do đó, Lozen nhấn mạnh rằng châu Âu phải duy trì sự tự chủ về công nghệ. Nhờ sự thuyết phục mạnh mẽ của Lozen, hội đồng quản trị của Philip cuối cùng quyết định tiếp nhận ASML, bất chấp tình trạng bết bát của công ty. Philip đã gánh toàn bộ khoản nợ của ASML, đồng thời mua lại cổ phần của ASM. Điều này đồng nghĩa với việc khoản đầu tư 35 triệu đô la Mỹ trước đây của ASM đã trở thành công cốc. Sau khi tiếp nhận ASML, Philip tiếp tục thúc đẩy việc sản xuất hàng loạt mẫu máy quang khắc PAT 2500. Khi ASML đang vật lộn trong địa ngục sản xuất, với năng lực sản xuất hạn chế, một hiệp sĩ ao trắng từ phương đông xa xôi đã xuất hiện, đó chính là TSMC công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, người sáng lập TSMC, ông Trương Trung Mưu, tốt nghiệp học viện công nghệ Massachusetts Mid. năm 1958 ông và các B, người phát minh ra mạch tích hợp đầu tiên cùng gia nhập Texas Instruments tại đây ông làm việc suốt 27 năm từng bước thăng tiến lên vị trí phó chủ tịch và trở thành nhân vật quyền lực thứ ba trong công ty trong thời gian này Texas Instruments cũng phát triển thành một ông lớn trong lĩnh vực bán dẫn Tuy nhiên, sau đó Trương Trung Mưu và ban lãnh đạo của Texas In German xảy ra mâu thuẫn về chiến lược kinh doanh. Ban lãnh đạo muốn tập trung vào thị trường điện tử tiêu dùng, trong khi ông lại tin rằng công ty nên chú trọng vào lĩnh vực sản xuất chip. Vì bất đồng quan điểm, năm 1985, ở tuổi 54, Trương Trung Mưu quyết định từ chức phó chủ tịch của Texas In German và trở về Đài Loan để thành lập công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC, đúng là láo kỵ phúc lý tại thiên lý muộn già vẫn muốn chạy xa một nhân vật kỳ cựu như ông khởi nghiệp tất nhiên đã thu hút rất nhiều sự chú ý không lâu sau philip tìm đến hợp tác với tsmc góp vốn dưới hình thức chuyển giao công nghệ và chiếm 27,5% cổ phần của tsmc philip cũng chuyển dây chuyển sản xuất chip nhớ của mình sang cho tsmc đồng thời tranh thủ trao hàng rằng nếu mua máy quang khắc thì hãy chọn asml công ty còn đang gặp khó khăn của họ khi ông anh cả philip đã lên tiếng tsmc tất nhiên không thể từ chối vào cuối năm 1988, TSMC mua một lô máy quang khắc PAT 2500 từ ASML. Tuy nhiên, khi vừa lắp đặt máy móc và chuẩn bị đi vào hoạt động, một sự cố bất ngờ xảy ra, một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu dụi toàn bộ thiết bị trong nhà máy, không còn cách nào khác. TSMC buộc phải đặt khẩn cấp thêm 17 máy mới từ ASML, nhận được đơn hàng này. ASML đã vô cùng bất ngờ, công ty này đúng là khách hàng số 1. Đơn hàng này thực sự là một cơn mưa đúng lúc đối với ASML, giúp công ty lật ngược tình thế trong năm đó, đạt lợi nhuận 700.000 đô la Mỹ. Điều thú vị là, số tiền này không phải do TSMC chi trả, mà đến từ khoản bồi thường của công ty bảo hiểm vì vụ hóa hoạn. ASML chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng một nhà sản xuất máy quang khắc lại kiếm được thùng tiền đầu tiên từ một công ty bảo hiểm. Đôi khi, lịch sử thật sự chứa đựng những sự kiện đầy kịch tính. Sau những sự kiện trước đó, toàn thể ASML tràn đầy quyết tâm và nỗ lực. Trong năm đó, họ đã chiếm được 6% thị phần máy quang khắc toàn cầu. Tất nhiên, họ thừa nhận một phần thành công đến từ sự may mắn, nhưng điều này ít nhất cũng chứng minh rằng họ đủ sức ngồi vào bàn chơi cùng các ông lớn trong ngành. Tuy nhiên, trên con đường tiến tới vị trí dẫn đầu, ASML vẫn phải vượt qua ba ngọn núi lớn: GCA Mỹ, 10% thị phần, Canon Nhật Bản, 18% thị phần, Nikon Nhật Bản, 53% thị phần. Để vượt qua các đối thủ sừng sỏ này, ASML cần phải tạo ra một sản phẩm mang tính đột phá, đủ để gây chấn động thị trường. Cơ hội không lâu sau đó đã xuất hiện. Vào năm 1989, IBM, một trong những gã khổng lồ trong ngành, thông báo rằng họ đã thành công trong việc sản xuất chip trên tấm wafer 8 in với quy trình công nghệ tinh vi đạt tới mức 365 nanomet. IBM kêu gọi các nhà sản xuất máy quang khắc phát triển các thiết bị có độ chính xác cao hơn. Họ tuyên bố, ai chế tạo ra được sản phẩm đáp ứng yêu cầu này trước tiên, IBM sẽ ưu tiên đặt hàng. Các nhà cung cấp đều hiểu rằng nếu có thể giành được đơn hàng từ IBM, một khách hàng giàu có và quyền lực, thì sản phẩm của họ sẽ bước ngay vào hàng ngũ cao cấp. ASML tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Họ đặt tên cho thế hệ máy quang khắc tiếp theo của mình là PAT 5500. Đây là một dự án mang tính sống còn, thành công hay thất bại của nó sẽ quyết định liệu ASML có thể đứng vững trong thị trường máy quang khắc hay không. Trong 2 năm tiếp theo, chiến lược của công ty tập trung hoàn toàn vào PAT 5500, ASML như quay trở lại điểm xuất phát, đối mặt với những thách thức tương tự như năm 1980. 84, họ phải chế tạo một cỗ máy hoàn toàn mới từ con số 0 trong vòng 2 năm, thời gian vẫn eo hẹp, tiền bạc vẫn thiểu thốn, nhưng lần này mọi thứ đã có đôi chút khác biệt. Nhờ danh tiếng có phần được cải thiện, việc vay vốn trở nên dễ dàng hơn một chút. Philip một lần nữa bơm thêm 21 triệu đô la Mỹ cho ASML, dù vẫn xem họ là đứa con phá của. Đồng thời, chính phủ Hà Lan nhận thấy ngành công nghiệp quang khắc của nước nhà có tiềm năng vươn ra thế giới, ta cung cấp khoản vay phát triển công nghệ trị giá 19 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, cộng đồng châu Âu thời điểm đó đang triển khai chương trình một kế hoạch nhằm phá vỡ sự thống trị của Mỹ và Nhật Bản. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các quốc gia thành viên của EC đã góp 4,7 tỷ euro để xây dựng một quỹ phát triển ngành công nghiệp, tập trung hỗ trợ các dự án công nghệ thông tin tại châu Âu. Dự án máy quang khắc của ASML hiển nhiên nằm trong danh sách được hỗ trợ và nhận thêm 16,5 triệu đô la Mỹ từ quý này. Khi đã có nguồn vốn, ASML lại một lần nữa, vận hành cỗ máy của mình với công suất tối đa, các kỹ sư của công ty bắt đầu những ngày đêm miệt mài làm việc, thậm chí lịch làm việc 996, 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần, đó cũng được xem là một kỳ nghỉ, họ làm việc đến mức, các bà vợ của các kỹ sư bắt đầu nghi ngờ rằng chồng mình có chuyện mờ ám bên ngoài, vì chẳng mấy khi về nhà. Để duy trì sự ổn định ở hậu phương, giám đốc phụ trách nghiên cứu và phát triển của ASML buộc phải đích thân gọi điện cho các bà vợ, giải thích rằng chồng của các cô thật sự đang tăng ca, không hề ra ngoài làm chuyện gì mờ ám, ít nhất là không phải hôm nay. Đối với các kỹ sư của ASML, đây không chỉ là một công việc mà còn là một trận chiến. Họ chiến đấu vì danh dự của châu Âu. Sau 2 năm làm việc không ngừng nghỉ, họ cuối cùng đã phát triển thành công thế hệ máy quang khắc mới PAT 5500, một sản phẩm mang tính cách mạng. Pad 5500 là một cỗ máy mang tính đột phá, được cấu tạo từ khoảng 10 hệ thống mô đun khác nhau. Các mô đun này có thể được tháo lắp tự do, giúp các nhà sản xuất chip tiết kiệm đáng kể chi phí bảo trì. Họ không cần phải dừng hoạt động sản xuất trong nhiều tuần để kiểm tra và sửa chữa nếu một linh kiện bị hỏng. Để giành được đơn hàng từ IBM vào tháng 1 năm 1991, ASML quyết định mời các kỹ sư của IBM trực tiếp đến nhà máy để xem máy vận hành để chuẩn bị cho buổi trình diễn này. Họ đã xây dựng một quy trình mô phỏng kỹ lưỡng, mỗi người phụ trách trình bày từng mô đun của máy, bao gồm bộ ống kính, hệ thống quang học, cánh tay cơ khí, hệ thống nạp và tháo dỡ wafer, bàn điều khiển điện động của wafer. Cuối cùng, họ sẽ lắp ráp tất cả các mô đun này lại thành một cỗ máy hoàn chỉnh. Quy trình trình diễn kéo dài cả ngày và mỗi bước đều được tính toán chính xác từng phút tuy nhiên chỉ một tuần trước ngày hẹn asml bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ibm thông báo rằng do tình hình quốc tế họ không tiện bay sang châu âu vào thời điểm này để sau một thời gian nữa người phụ trách của asml sau khi cúc máy đã tức giận đến mức bốc họa nhưng gã khổng lồ này không xem chúng ta ra gì cả tuy nhiên ông cũng hiểu rằng họ không thể để mất cơ hội trình diễn này nếu ibm không đến vậy thì họ sẽ mang máy qua gặp ibm vấn đề là làm thế nào để đưa một cỗ máy thử nghiệm khổng lồ đi ngay lập tức asml nhanh chí nghĩ ra một giải pháp họ thuê một công ty quay phim ghi lại toàn bộ quá trình trình diễn máy móc sau đó mang một cuộn băng video bay thẳng đến mỹ để tạo bất ngờ cho ibm khi gặp ibm asml tuyên bố họ mang đến một món qua bất ngờ, IBM đáp, "Ta đến đây rồi thì hãy cho chúng tôi xem bất ngờ là gì." ASML liền lấy cuộn băng ra và bật lên, các kỹ sư của IBM ngồi xem và đều bị choáng ngợp trước những gì họ chứng kiến. "Đây là thiết bị quang khắc tiên tiến nhất mà họ từng thấy." IBM cảm thán, "Thì ra đây là món quà bất ngờ của các anh." "Được, chúng tôi đồng ý." Cuối cùng, IBM đồng ý ký hợp đồng, ASML đã thành công giành được khách hàng lớn đầu tiên. Ngày mùng 1 tháng 5 năm 1991. ASML chính thức bàn giao chiếc bát 5500 đầu tiên cho IBM, sau đó, chiếc máy này trở nên ngày càng phổ biến trong ngành, với lượng đơn hàng tăng nhanh chóng, khách hàng sẵn sàng trả giá cao hơn nhiều so với các thế hệ máy trước đó để sở hữu công nghệ tiên tiến này. Năm 1992, doanh thu hàng năm của ASML tăng từ 81 triệu đô la Mỹ lên 119 triệu đô la Mỹ cuối cùng công ty đã có thể tự đứng vững mà không còn sự hỗ trợ tài chính liên tục từ các nguồn bên ngoài người cha philip cuối cùng cũng có thể mỉm cười hài lòng không ngờ đứa con phá của này cũng có ngày kiếm được tiền sau chiến thắng đầu tiên với ibm asml đã vươn lên vị trí thứ ba trên thị trường máy quang khắc chỉ đứng sau hai ông lớn nhật bản là nikon và canon ở thị trường mỹ asml còn có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nhật nhưng tại nhật bản thị trường gần như bất khả xâm phạm nếu không đánh bại hoàn toàn nikon và canon asml không thể trên chân vào được dù chỉ một chút trong bối cảnh không thể đối đầu trực diện, ASML quyết định tìm hướng đi vòng, tấn công từ hai bên. Lúc này, thị trường Hàn Quốc trở thành bàn đạp tốt nhất cho họ. Mùa thu năm 1993, tóc Mark, giám đốc bán hàng của ASML, nhận được một cuộc gọi từ một người Hàn Quốc, ngay lập tức mắc cảm thấy hào hứng người gọi chính là quản lý thu mua của samsung trong tiếng anh bập bẹ người này hỏi mắc liệu asml có hứng thủ đến seoul để bàn về cơ hội hợp tác trong tương lai không một cơ hội trời cho mắc nghĩ trước đây asml từng nhiều lần chủ động liên lạc với samsung nhưng luôn bị đối xử hết sức kiêu ngạo samsung liên tục đưa ra hàng loạt yêu cầu tuy trình đặc biệt nếu asml không thể đáp ứng họ sẽ từ chối hợp tác và chấm dứt mọi cuộc đối thoại có lúc khi không tìm được tiếng nói chung, các nhân viên Samsung thậm chí ném đồ và yêu cầu ASML ra về ngay lập tức. Vì thế, cánh cửa hợp tác với Samsung luôn khép chặt. Tuy nhiên, hiện tại tình thế đã khác, máy quang khắc bắt 5.500 của ASML đã thành công rực rỡ trên thị trường, giúp các nhà sản xuất chip kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Ngay cả một công ty tự cao như Samsung cũng không thể làm mơ trước cơ hội kiếm tiền. Vì vậy, Doc Mark cùng với giám đốc tài chính của ASML, Godwin đần Sắt, lập tức bay đến Seoul. Tuy nhiên, khi cuộc gặp bắt đầu, Samsung vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, họ liệt kê một danh sách dài những yêu cầu tùy chỉnh đặc biệt. Điều này khiến giám đốc tài chính Gác cảm thấy vô cùng khó chịu, đến mức ông muốn đứng dậy rời đi ngay lập tức. Lúc này, giám đốc bán hàng Đốc mắc nói với giám đốc tài chính, nếu chúng ta có thể chinh phục Samsung, trong vài năm tới, chúng ta có thể bán được hàng trăm chiếc máy quang khắc, thu về hơn 500 triệu đô la Mỹ, vậy nên, việc đáp ứng một vài yêu cầu tùy chỉnh đặc biệt của họ cũng không phải là vấn đề lớn, làm ăn thì có gì phải xấu hổ. Nghe vậy, giám đốc tài chính Gatwin đần sắc quyết định nốt giận và tiếp tục thương lượng. Tuy nhiên, khi đến bước cuối cùng để thỏa thuận về giá cả, họ lại phải đối mặt với thái độ cứng rắn cực đoan của Samsung. Quản lý thu mua của Samsung nói, chúng tôi sẽ quyết định mua máy của các anh, nhưng giá phải được giảm 30%. Nếu không, đừng nói chuyện nữa, hai lãnh đạo của ASML là nghe vậy, dẫn đến mức suýt bùng nổ ngay tại chỗ. Họ cảm thấy bị xúc phạm và lập tức bay về Hà Lan mà không thỏa thuận gì thêm. Thực tế, ASML hiểu rất rõ rằng Samsung không có đủ thời gian để kéo dài thêm cuộc thương lượng này. Nếu các đối thủ Nhật Bản tung ra thế hệ chip nhờ mới trước, Samsung sẽ mất hàng trăm triệu đô la Mỹ thị phần mỗi tháng. Vì vậy, việc cố gắng tiết kiệm chi phí bằng cách ép giá khi mua máy quang khắc sẽ khiến họ chịu thiệt hại nặng nề hơn. Của nhiên, một tháng sau, Samsung cuối cùng đã phải hạ thấp sự kiêu ngạo của mình, chủ động yêu cầu ASML mở lại bàn đàm phán. Kết quả, người Hàn Quốc đồng ý trả mức giá mà ASML đưa ra, tuy nhiên, họ vẫn thêm một điều kiện, phải giao hàng càng nhanh càng tốt. Đội mũ ASML nghĩ thầm, ôi trời, họ không đưa ra điều kiện thì chắc khó chịu lắm. Vào thời điểm đó, máy quang khắc của ASML có hai lợi thế cạnh tranh cốt lõi, hệ thống căn chỉnh tiên tiến và ống kính quang học xuất sắc, nhưng ống kính này được cung cấp bởi hãng sản xuất thiết bị quang học nổi tiếng của Đức, Kazai. Tuy nhiên, ống kính cho máy quang khác khác hoàn toàn với ống kính máy ảnh thông thường, chúng yêu cầu tiêu chuẩn sản xuất cực kỳ khắt khe và người Đức vốn nổi tiếng với tinh thần tôn sùng nghề thủ công. Mỗi thầu kính được chế tạo bằng cách máy thủ công với các bậc thầy quang học hàng đầu, những người thợ này được gọi là bàn tay vàng. Thế nhưng lúc đó, tại nhà máy của Giai chỉ có 6 thợ bàn tay vàng, nên năng lực sản xuất vô cùng hạn chế. Mỗi tháng chỉ chế tạo được một bộ ống kính cho máy quang khác của ASML. Khi các đơn đặt hàng cho máy quang khắc bắt 5.500 của ASML ngày càng tăng, ống kính của Giai trở thành điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình sản Thế nhưng, Sai lại không mấy chú trọng đến mạng ống kính cho máy quang khắc, bởi doanh thu từ đây quá nhỏ và phải sản xuất tùy trình đặc biệt. Khi đó, thị trường chính của Giai là máy ảnh. Nhìn thấy tình hình này, quản lý thu mua của ASML vô cùng lo lắng, trực tiếp nói thẳng với Giai, nền kinh doanh máy ảnh của các ông chắc chắn sẽ thất bại. Lời nói này khiến ban lãnh đạo gia tổn thương lòng tự trọng, bởi thực tế lúc đó, gia trong thị trường máy ảnh đã thua tan tác trước đối thủ, và đối thủ đó, không ai khác, lại chính là Nikon, một công ty Nhật Bản. Thời điểm đó, tên tuổi các doanh nghiệp Nhật Bản như một lời nguyện ám ảnh người châu Âu, từ ngành máy ảnh, điện tử cho đến quang khắc hầu như lĩnh vực nào cũng bị các công ty Nhật chiếm lĩnh. Với một tập đoàn quang học lừng lấy như Zai, việc thua cuộc trước các đối thủ Nhật Bản thực sự khó nốt trôi. Chúng tôi cũng là những người thợ thủ công bậc thầy, không lẽ thợ thủ công châu Âu lại thua kém người Nhật hay sao? ASML hiểu rằng sẽ không thể thuyết phục Zai chỉ bằng lời nói, do đó, họ nghĩ ra một cách khác. Mời Zai trở thành cổ đông của ASML, họ tin rằng nếu hai bên gắn bó chặt chẽ hơn, Zai sẽ phải nghiêm túc đầu tư vào mạng ống kính quang khắc. Thời điểm đó, ASML còn nợ dài 5 triệu đô la Mỹ tiền mua hàng ASML đề xuất hay chuyển 2,5 triệu đô la Mỹ trong số tiền nợ thành 5% cổ phần của ASML. Ban lãnh đạo Giai nghe vậy thì kiên quyết từ chối, cho rằng ASML đang tìm cách quyền nợ. Thực tế, ASML của thực có ý đó, vì họ cũng đang thiếu tiền, dù ASML dùng đủ cách để thuyết phục, Giai vẫn không đồng ý. Cuối cùng, ASML buộc phải tiết lộ sự thật. Chính Giai cũng đang trên bờ vực phá sản. Sau Thế chiến hai, Giai bị chia thành hai nửa vì lý do chính trị, một ở Đông Đức, một ở Tây Đức, thời điểm đó, Giai chuẩn bị kỷ niệm 99 năm thành lập, nhưng tình hình tài chính lại cực kỳ bấp bênh. Mai đến năm 1989, khi bức tường Berlin sụp đổ, hai công ty Giai ở Đông và Tây Đức mới được tái hợp nhất. Tuy nhiên, quá trình này đã tiêu tốn rất nhiều tài chính và nguồn lực của công ty. Sau đó, trong cuộc cạnh tranh trên thị trường máy ảnh, Giai dần bị các doanh nghiệp Nhật Bản đánh bại, khiến tình hình tài chính rơi vào khủng hoảng. Khi nghe đến tình cảnh này, ASML hoảng sợ, lập tức chủ động bơm vốn cho Jai, họ hỏi, các ông cần bao nhiêu tiền? Jai trả lời, 10 triệu đô la Mỹ, ASML đáp, tôi cho ông 20 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, điều mà Jai không bao giờ ngờ tới là 5% cổ phần của ASML mà họ từng từ chối, giờ đây đã có giá trị lên đến 14 tỷ đô la Mỹ, đủ để mua ba công ty Nikon, tinh thần thợ thủ công đôi khi cũng khiến lỡ mất cơ hội lớn. Đầu thập niên năm 1990, nhờ ra mắt dòng máy quang khắc bắt 5.500, ASML trở nên nổi tiếng và các đơn đặt hàng từ khắp nơi đổ về trụ sở chính. Tại thị trấn nhỏ V. Hầu Vân, miền Nam Hà Lan, lúc này, ASML phải đối mặt với một vấn đề hoàn toàn mới. Làm thế nào để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà sản xuất chip? Câu trả lời là đầu tư đầu tư xây dựng nhà máy đầu tư phát triển nhân tài đầu tư nghiên cứu và phát triển tất nhiên để làm được tất cả điều đó thứ họ cần chính là tiền rất nhiều tiền và nơi có nhiều tiền nhất chính là thị trường vốn một khi niêm yết dòng vốn sẽ chảy vào. Ngày 13 tháng 3 năm 1995, ASML thành công lên sàn chứng khoán Nasdaq với tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt 675 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, giá trị vốn hóa của ASML đã tăng lên 290 tỷ đô la Mỹ, gấp 10 lần so với Philips. Thế nhưng, thật đáng tiếc, 20 năm trước, Philip đã bán hết toàn bộ cổ phần tại ASML, chỉ có thể nói rằng ngành công nghiệp bán dẫn quá phức tạp và Philip đã không nắm bắt được cơ hội. Sau khi niêm yết và huy động được vốn, ASML cuối cùng cũng đã có đầy đủ vũ khí và nguồn lực. Bước tiếp theo, họ chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử với Nhật Bản. ASML đã mất 20 năm để đứng trước bước cuối cùng. Các đối thủ lớn như Nikon và Canon, suốt 20 năm qua, họ đã nén chịu biết bao áp lực và ấm ức. Vào thời điểm đó, nhiều nhân viên ASML còn in dòng chữ lề nào thun, chúng tôi sẽ đánh bại người Nhật. Một bên là châu Âu đang suy thoái, bên kia là Nhật Bản đang vươn lên mạnh mẽ trận chiến cuối cùng trong lĩnh vực quang khắc sắp sửa bắt đầu. Tất cả những câu chuyện hấp dẫn này sẽ được bật mí trong phần sau. Nếu bạn thích CG này, đừng quên một like, một subscribe để ủng hộ kênh nhé.